cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành nghị quyết số 489/2024 quy định một số chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 và sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, nghị quyết này quy định đối tượng, chính sách, thời gian hỗ trợ và kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính xã theo nghị quyết số 1248 ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự dôi dư, nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc không quy định tại nghị quyết này thực hiện chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Đối tượng áp dụng: cán bộ công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nghỉ, công tác kể từ ngày nghị quyết 1248 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nghỉ công tác kể từ ngày nghị quyết 1248 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp nhập thôn, tổ dân phố, nghỉ công tác trong thời gian 12 tháng kể từ ngày nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về sắp nhập thôn, tổ dân phố có hiệu lực thi hành. Người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự dôi dư do sắp nhập thôn, tổ dân phố, nghỉ công tác trong thời gian 12 tháng kể từ ngày nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về sắp nhập thôn, tổ dân phố có hiệu lực thi hành. Đối tượng không áp dụng: cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn, tổ dân phố, nghỉ công tác sau thời gian quy định tại Điều 2 nghị quyết này. Cán bộ công chức cấp xã tại thời điểm đề nghị hưởng chính sách còn dưới 12 tháng đến tuổi nghỉ hưu, cán bộ cấp xã nghỉ do không đủ tuổi tái cử theo quy định ở thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính. Các trường hợp cán bộ công chức cấp xã đang bị xem xét kỷ luật, đang trong thời gian tạm giữ, tạm giam, điều tra, đang trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của cá nhân đối với cơ quan đơn vị. Cán bộ cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ công tác do đã hết nhiệm kỳ công tác, hết thời hạn hợp đồng tại thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự nghỉ công tác do hết nhiệm kỳ, hết thời hạn hợp đồng tại thời điểm nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về sáp nhập thôn, tổ dân phố có hiệu lực thi hành. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự nghỉ công tác ở một chức danh nhưng vẫn đang giữ hoặc được chuyển sang chức danh không chuyên trách khác. Chính sách hỗ trợ: ngoài các chế độ chính sách thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ, các đối tượng quy định tại Điều 2 nghị quyết này còn được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh như sau. Cán bộ công chức cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 2 nghị quyết này: trường hợp nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế của Chính phủ hỗ trợ bằng một lần mức lương cơ sở trên tháng nghỉ hưu trước tuổi và tối đa không quá 100 triệu đồng một người. Trường hợp thôi việc theo chính sách tinh giản biên chế của Chính phủ hỗ trợ 500.000 đồng một tháng làm việc có đóng bảo hiểm xã hội, kể cả thời gian làm việc ở tỉnh ngoài hoặc ở ngành lĩnh vực khác trước thời gian làm việc hiện tại ở tỉnh Hưng Yên và tối đa không quá 60 triệu đồng trên người. Trường hợp thôi việc theo nguyện vọng, không theo chính sách tinh giản biên chế hỗ trợ 500.000 đồng trên tháng làm việc, có đóng bảo hiểm xã hội kể cả thời gian làm việc ở tỉnh ngoài hoặc ở ngành lĩnh vực khác trước thời gian làm việc hiện tại ở tỉnh Hưng Yên và tối đa không quá 150 triệu đồng trên người. Trường hợp Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cấp xã đã được hưởng chế độ hưu trí mất sức khi nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính được hưởng chế độ hỗ trợ tính theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ công tác như sau. Còn đủ từ 4 năm đến dưới 5 năm hỗ trợ 50 triệu đồng trên người,
còn đủ từ 3 năm đến dưới 4 năm hỗ trợ 40 triệu đồng trên người, còn đủ từ 2 năm đến dưới 3 năm hỗ trợ 30 triệu đồng trên người, còn đủ 1 năm đến dưới 2 năm hỗ trợ 20 triệu đồng trên người. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 2, khoản 3, điều 2, nghị quyết này khi nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã hoặc sắp nhập thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ hỗ trợ như sau. Hỗ trợ theo thời gian giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trước khi nghỉ công tác. Từ đủ 1 năm đến dưới 5 năm hỗ trợ 10 triệu đồng trên người, từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm hỗ trợ 20 triệu đồng trên người, từ đủ 10 năm trở lên hỗ trợ 30 triệu đồng trên người. Hỗ trợ theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ công tác kể từ khi nghỉ việc, từ đủ 4 năm đến dưới 5 năm hỗ trợ 20 triệu đồng trên người, từ đủ 3 năm đến dưới 4 năm hỗ trợ 15 triệu đồng trên người, từ đủ 2 năm đến dưới 3 năm hỗ trợ 10 triệu đồng trên người, từ đủ 1 năm đến dưới 2 năm hỗ trợ 5 triệu đồng trên người. Người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự quy định tại khoản 4 điều 2 nghị quyết này khi nghỉ công tác do sắp nhập thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ hỗ trợ như sau. Hỗ trợ theo thời gian giữ chức danh người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trước khi nghỉ công tác. Từ đủ 1 năm đến dưới 5 năm hỗ trợ 10 triệu đồng trên người, từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm hỗ trợ 15 triệu đồng trên người, từ đủ 10 năm trở lên hỗ trợ 20 triệu đồng trên người. Hỗ trợ theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ công tác kể từ khi nghỉ việc, từ đủ 2 năm đến dưới 3 năm hỗ trợ 10 triệu đồng trên người, từ đủ 1 năm đến dưới 2 năm hỗ trợ 5 triệu đồng trên người. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này và không giữ chức danh bầu cử thì thời gian công tác còn lại được tính đến ngày 31 tháng 12 của năm nghỉ công tác và hưởng chế độ như sau. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, từ đủ 3 tháng đến dưới 6 tháng, hỗ trợ 5 triệu đồng trên người, từ đủ 6 tháng trở lên hỗ trợ 10 triệu đồng trên người. Đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự, từ đủ 3 tháng đến dưới 6 tháng hỗ trợ 3 triệu đồng trên người, từ đủ 6 tháng trở lên hỗ trợ 5 triệu đồng trên người. Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ. Đối với cán bộ công chức cấp xã thực hiện chính sách hỗ trợ kể từ ngày nghị quyết số 1248 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thực hiện chính sách hỗ trợ kể từ ngày nghị quyết 1248 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thực hiện chính sách hỗ trợ kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành và trong quá trình sáp nhập thôn, tổ dân phố. Điều 6. Kinh phí thực hiện. Kinh phí đảm bảo thực hiện chính sách hỗ trợ theo nghị quyết này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý. Thu hồi số tiền đã hỗ trợ. Cán bộ công chức cấp xã đã được hỗ trợ theo nghị quyết này trong thời gian 36 tháng kể từ ngày nhận hỗ trợ nếu được bầu cử, tuyển dụng và làm cán bộ công chức viên chức trong khối biên chế thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thì phải hoàn trả lại số tiền đã nhận trong vòng 6 tháng kể từ ngày được bầu cử tuyển dụng. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự đã được hỗ trợ theo nghị quyết này trong thời gian 36 tháng kể từ ngày nhận hỗ trợ nếu được bầu cử, xét tuyển vào các chức danh không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố khác trong cùng một địa bàn cấp xã thì phải hoàn trả lại số tiền đã nhận trong vòng 6 tháng kể từ ngày được bầu cử, xét tuyển. Cơ quan đơn vị sử dụng cán bộ công chức cấp xã là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cơ quan quản lý người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, sau khi được bầu cử tuyển dụng, xét tuyển lại, có trách nhiệm thu hồi toàn bộ số tiền đã hỗ trợ nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Điều 8. Tổ chức thực hiện. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, kỳ họp thứ 22 nhất trí thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2024, có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 năm 2024 và bãi bỏ khoản 1 điều 7 nghị quyết số 439/2023 ngày 7 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.